Khiến tôi cảm giác đây chính là kiến trúc sư của thế giới loài chim. Nếu như không tận mắt chứng kiến, tôi không dám tin hai con chim này có thể xây lên cái tổ này. Chim được đến bên hồ, thu thập các nguyên liệu xây dựng như bùn đất và cành cây mà vợ dùng cái mỏ từng tầng xếp chồng lên nhau. Sau khi xếp chồng lên, chim được gắp thêm một số cành cây dưới đất đắp lên các cạnh bên tổ. Mục đích của việc làm vậy là có thể làm cho căn nhà trở nên kiên cố hơn. Loài chim này tên là Fernarius rufus, là loài chim quốc gia ở Argentina. Loài chim này thường sống một vợ một chồng, chỉ cần bọn họ chọn đối phương sẽ ở mãi bên bạn đời. Trong thời kỳ sinh sản, hai vợ chồng sẽ tự xây tổ ấm của riêng mình. Mỗi ngày chim bố sẽ đi tìm vật liệu xây tổ, mẹ chim phụ trách bôi keo cho đều. Dưới sự phối hợp thuần thục của cặp vợ chồng, chiếc tổ nhanh chóng hoàn thành được một nửa. Chiếc tổ hình bán cầu tinh xảo đã cơ bản được hoàn thành, nhưng để chim non có một trường thoải mái để lớn lên, bọn chúng không dám chậm trễ, mỗi ngày đều phải làm việc ngày đêm. Quá trình này kéo dài 3 tháng. Khoảng thời gian này mặc dù rất vất vả, nhưng bọn chúng vẫn cảm thấy vui vẻ, bởi vì bọn chúng có được kỹ thuật xây tổ kiệt xuất. Vậy nên tổ được bọn chúng xây vừa kiên cố vừa thoải mái. Sau khi chiếc tổ được xây xong, chim mẹ sẽ đẻ trứng, còn chim bố nghỉ ngơi ở không xa, bởi vì như vậy có thể quan sát được động tĩnh của chiếc tổ. Một khi phát hiện ra có kẻ xâm phạm, chim bố có thể nhanh chóng ứng chiến để bảo vệ chim mẹ đang đẻ trứng. Đợi đến khi con được sinh ra, chim mẹ sẽ cùng sống với nó 2 đến 3 tuần. Trong khoảng thời gian này, chim bố sẽ dạy chim mẹ cách săn bắt, mà chim mẹ sẽ dạy nó những kiến thức cơ bản để xây tổ. Mà khi học được kha khá rồi, chim bố sẽ đuổi nó ra khỏi nhà để nó tự lực cánh sinh. Là một chú chim, Fernarius rufus ưu tú cũng có thể xuất phát từ tình yêu của cha mẹ để có thể xuất thân trong một môi trường thoải mái. Nó liều mạng xây ra một căn nhà, đồng thời dạy con làm thế nào để sinh tồn trong cuộc sống. Nhìn kỹ lại, con chim mẹ này đang ấp con trong cơn bão. Trận mưa ngày càng to, nó vội vàng dùng mỏ để quả trứng lại gần nó. Nó vẫn ngồi xổm dưới đất, dùng cơ thể để bảo vệ. Hạt mưa như những viên đá đập lên người chim mẹ. Lúc này nó đông cứng run rẩy. Nó vốn cho rằng mình có thể tìm nơi nào để trốn đi, nhưng nó không làm vậy mà cứ ngồi đó cho đến khi trận mưa rút đi. Con chim này tên là Nhàn Nhỏ. Bọn chúng không có tổ cố định mà để trứng dưới cát, sau đó dùng đá vây quanh. Như vậy đã xong một chiếc tổ. Tháng 6 năm nay, nhiệt độ cao khiến nhiệt độ mặt đất lên đến 60 độ. Nhàn mẹ sợ con mình bị nướng chín nên bay lên trên mặt biển để nước biển thấm ướt người mình, sau đó lại bay về dùng cơ thể dính nước để hạ nhiệt độ cho con. Đợi đến khi người khô, nó lại bay ra biển. Cứ như thế lặp đi lặp lại, không biết bay đi bay lại bao nhiêu lần, chỉ vì để cho con mình có môi trường sống tốt nhất. Nên không biết bao nhiêu ngày đêm trôi qua, trời dần dần có mưa. Chim mẹ cảm nhận thấy vậy liền vội vàng ngồi xổm lên con để chắn mưa cho con, sau đó dùng mỏ gắp sỏi vây quanh trứng chỉ để có thể ngăn trứng nổi lên. Sự bảo hộ kỹ càng này đúng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Dự cảm của chim mẹ rất đúng.
mưa nhanh chóng chút xuống, để có thể bảo vệ cho con. Chim mẹ dùng mỏ đẩy con mình lại, từng giọt mưa như những hòn đá đập vào người chim mẹ. Đây chính là sự vĩ đại của mẹ, bản năng của nó là thay con hứng chịu tất cả tai họa chỉ để đem lại cuộc sống bình yên cho con. Chim mẹ cố gắng vẩy giọt nước trên mắt đi, để mình có thể tỉnh.